Chào các bạn. Đây là những thứ mà mình chuẩn bị để cho bữa ăn trưa ni của mình. Là cải ngọt đầu mùa các bạn. Cải ngọt đầu mùa của vườn mình đây. Đã ăn được rồi, ăn được một tuần rồi. Và đây là những thứ để chuẩn bị cho bữa ăn của mình. Mì, hành gừng, hành lá gừng, hành củ. Và đây là chả cá. Và đây là cá tôm thịt thôi. Thì như thường lệ thì mình nồi nước của mình thì mình đã chuẩn bị, mình có ngâm mấy lạc thơm khô sẵn rồi vì mình không ăn bột ngọt bột nêm đó, thì mình ngâm sẵn rồi. Mà nước ní là nước cá đó các bạn, nước trong nồi này là nước cá, vì con mình nó đi câu lên là có cá là mình nó phi lê đi, thì lấy hình cá thì ăn sushi, vậy là dụng ăn dụng với cải về giống hot pot với nè. Thì còn lại cái xương với cái xương với cái đầu á, thì mình nấu nước cá gì mình nấu nước hay các bạn ạ. Nấu rồi ba để mình cất lần nữa mình nấu canh cho nó ngọt. Thì bữa trưa ni là vì có cải mà mình thích nhất á, là cải là dụng thôi nói là hot pot đi, mình thích lắm á, nên việc có cải đầu mùa của vườn mình. Nước không sôi rồi thôi mình vớt thơm ra. Thơm ra thì đổ hành lá gừng hành vô. Rồi là mình bắt đầu bỏ chả cá vô. Nước sôi là mình bỏ chả cá vô thì dùng thôi. Dụng rau dụng vô thôi. Nước sôi lên là mình bỏ chả cá đó các bạn. Đây, mình đã nấu chín rồi đây các bạn. Và đây là phần ăn trưa ni của mình. Cải đầu mùa ngon lắm các bạn ơi. Có vườn thì có đất thì cũng nên lập một cái vườn rau nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Rồi mình trồng mình ăn. Ra giống như mình đi mình ra dỗ cải vô làm liền ăn liền. Ở đây thì tủ lạnh nào cũng có sẵn đồ ăn hết, nhà nào tủ lạnh cũng có sẵn, vậy thì soạn ra cái là nấu là có ăn liền. Ra ngoài vườn dỗ cải nữa là vô là ăn thôi, rất là ngon các bạn ạ. Cải đầu mùa mềm và ngọt lắm. Mình trưa hôm nay thì mình dỗ cải ngoài vườn mình vô, mình ăn được một tuần rồi. Rồi mình trưa nay mình muốn dụng thì mình bày ra mình làm mình dụng ăn thôi. Thì các bạn có đất có vườn có đất thì cũng nên lập một cái vườn rau nhỏ nhỏ xinh xinh để muốn ăn thì ra hái vô ăn liền. Rất là ngon các bạn ạ. Cải của mình trong mà mình khi nào mà mình thấy nó có hiện tượng sâu hoặc đốm lá đó chứ rồi là mình dỗ thôi, mình có xịt thuốc. Nếu mà tốt thì mình để, mà còn nếu xấu là mình không bắt không trị được là mình dỗ mình ăn thôi, chứ còn mình không có dùng thuốc. Thì cái cây của mình trong thì hẳn được tốt đẹp giống như ngoài chợ, hẳn to hẳn ma mượt, nhưng mà mình có thuốc sâu ăn rất là tốt cho sức khỏe. Thì các bạn cũng nên có vườn có nhà cũng nên lập một cái vườn để trồng ăn nha.
rất tốt cho sức khỏe. Thì cảm ơn các bạn đã coi clip này, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.